vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng gia tá nhé. Thì thực sự có lẽ là lâu 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 lắm rồi anh em ạ, mới chọn được là gia tá ấy. Rất chi là nhiều anh em yêu cầu luôn, nhưng mà tại sao mà mình không làm, thực sự thì không chọn được anh em ạ. Chắc có lẽ tầm mấy trăm trận mới chọn được gia tá anh em ạ. Ví dụ vài chục trận mới hở đó là gia tá được một trận nhá. Thì trận đó thì mình lại không chọn được anh em ạ, mà đồng đội mình chọn hoặc là ví dụ đối phương chọn mất. Thì khi đó sẽ không chọn được anh em ạ, bởi vì vị tướng này thì gần như đó là auto cấm. Một vé cấm dành cho gia tá. Giai đoạn đầu game thì không biết đó là butterfly tay mình bị gì mà không di chuyển về lén của mình mà lại đi lung tung vậy ấy. Thì nói chung do là không được chơi nên là cũng rất lâu rồi mình chưa chơi lại vị tướng này anh em ạ. Nên là nhiều khi thì có những phá gọi là hơi ngáo ngớ một xíu. Kỹ năng thì gọi là hơi tồi tàn một xíu thì anh em cũng thông cảm nha. Nói chung để chơi được vị tướng này thì mình nghĩ đó là để chơi được thì không phải là khó, nhưng mà để chơi tốt thì thực sự rất chỉ là khó anh em ạ. Bởi vì anh em lướt rất chỉ là dễ trật luôn. Thì hiện tại thì bây giờ đó là tém mình mất đó là 2 điểm hạ gục rồi. Pha này mình sẽ lại bắt này ổi nhưng mà không được rồi. Đối với gia ta thì tất nhiên là phải lên level 4 mới có thể mạnh và có thể là chơi được. Còn ở những level 1 và level 2 ấy thì nói chung vẫn chơi được nhưng mà khá là yếu nhá. Level 4 mới phát huy tối đa sức mạnh của gia ta được. Thì pha này liệu có ăn được màng à giòn hay không, nhưng mà chắc có lẽ là ăn được anh em ạ. Bởi vì tay mình thì lá ví cũng có lọt tâm bắn rồi. Bên bàn thì có Ngô Khống đó đi rừng, còn bên mình thì có Triều Vân đi rừng. Trận đấu này mình tưởng là tay mình giành rừng kìa, khi mà Butterfly và Triều Vân thì pick cùng một lúc luôn ấy. Nhưng mà rất may là hai bên đó là gọi là nhường nhìn cho nhau ấy. Thì bây giờ mình vẫn chưa lên được level 4 anh em ạ. Thì bây giờ chắc là tém mình sẽ cố gắng tập trung ăn con rồng này lên level 4 khi đó mới gánh hiệu quả được anh em. Thế tém đi thì có ý định đẩy tém mình về nhưng không đẩy được cái pha này ăn rồng này. Rừng tém mình đâu rồi? Ôi ăn nhanh em ạ, cẩn thận nó cướp rồng ấy. Ok, có rồng rồi, lên level 4 level cần thiết rồi anh em ạ. Có thể là bay được rồi nhưng mà hiện tại thì năng lượng của mình khá là hạn chế ấy. Thì đang thấy sai tém mình và tém địch giao tránh ở bùa xanh tém địch pha này thì mình phải chờ là cái hôi máu để có thể bay được nhá. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm này, 5 điểm này. Ôi vẫn chạy được kia, lên bảng điểm số này. Thì pha đổ gió đó là chia đều sát thương ấy, nhưng mà cũng rất may mình đang còn là cái tốc biến nữa. Nên là tốc biến có thể ăn được màng của Astrid tém địch, vậy là ngon rồi. Một pha gọi là giao tránh khá là thành công một xíu. Bây giờ thì lượng năng lượng của mình khá là hạn chế nhá, nên là chắc có lẽ pha này mình phải biến về thôi. Ôi, đàn thân quang hay kia, là vì tay mình đàn thân quang hay kia, liệu có ăn được giòn hay không? Rất may đó là ăn được giòn anh em ạ, quả là tuyệt vời luôn. Thì tất nhiên rồi, clip nào thì mình cũng trình quay trang về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng gia tá nhé. Cũng như là các vị tướng khác ấy. Đối với gia tá thì nói chung anh em chúc buổi cực kỳ là quan trọng ấy. Anh em mà bay được thì cực kỳ là mạnh, mà không bay được thì cực kỳ là phế nhá. Và bay được 5 điểm thì lại càng mạnh nữa anh em ạ. Khi tích được 5 điểm thì gia tá cất cánh lên và bay thì lượng sát thương cực kỳ là dồi dào luôn. Ví dụ như pha này mình bay này, 1 điểm, 2 điểm này, 3 điểm này, 4 điểm này. Với chừng đó điểm là đủ rồi, 4 điểm là đủ rồi anh em ạ. Bởi vì đó là sát thương đơn mục tiêu mà. Khi mà gia tá đó là sát thương đa mục tiêu ấy, nhiều tướng ấy, thì nó bị chia đám thì 5 điểm sẽ tốt hơn. Còn ví dụ đơn mục tiêu thì có thể là 3 điểm anh em cũng hạ gục được đối phương rồi ấy. Nói chung cách bay của gia tá thì có lẽ là mình cũng chưa phải là một chưa phải là thảo gì cả anh em ạ, bởi vì vị tướng này rất chỉ là ít được chơi á. Nói chung anh em cố gắng bay được là được thôi. Mình thì cứ sử dụng đó là chiêu 1, ví dụ tiếp cận thì mình sử dụng chiêu 1 này rồi bật chiêu cuối lên bay thôi. Anh em cố gắng đánh làm sao tích được điểm càng nhiều càng tốt nhá. 3 điểm thì anh em đã bay được rồi, nhưng mà anh em bay được 5 điểm khi đó mới thực sự là lợi hại nhất. Về chiêu thức của gia tá thì chắc là anh em cũng nắm được rồi. Đó là chiêu thứ nhất thì nói chung anh em tung ra. Còn chiêu thứ hai thì anh em có
gọi là tung ra phát thi luồng gió. Anh em cố gắng làm sao đó là chiều 1 và chiều 2 khi đó là gặp nhau một phát thi lượng sát thương khi đó sẽ dồi dào hơn nhé. Phám cũng sẽ đó là nhanh hơn. Còn chiều cuối thì anh em cất cánh thôi. Ôi pha này bắt này, Ngô Khống vừa ăn được con rồng, ôi một trường của ghi đủ kia. Bắt luôn anh em mình chờ đó là hồi chiều cuối nhé. Hiện tại thì đáng con rồi đó, một giấy nữa hồi chiều cuối. Rồi pha này cất cánh này, chạy đâu bán ơi, chạy đâu bán ơi. Ôi chưa lên được kia, chưa bay được anh em ạ. Ôi bắt đầu hơi trục quá này, cuối cùng thì một phá đổi màng thôi à, mất cái màng chấm dứt rồi. Mất cái màng chấm dứt thì cũng mất khá là nhiều vàng ấy, thôi không vấn đề gì cả anh em ạ. Tại mình thì cũng lấy lại được khá là nhiều lợi thế rồi. Đối với gia tái thì cũng có thể là nói chung bay, khi mà bay mà gặp Ngô Khống ấy thì cũng có thể ăn được Ngô Khống nhá. Còn để Ngô Khống mà nó combo trước thì mình có thể là không bay được luôn ấy, không cất cánh được luôn ấy. Nói chung mình thì cũng mới tập chơi vì tưởng này, nói tập chơi thì không phải, chứ chơi vì tưởng này cực kỳ là ít đấy, gần như là có khí là 2-3 tháng rồi mình chưa chơi. Đâu tròn mãi không được, nhiều anh em yêu cầu đó là mình có đánh thương trần nhưng mà gặp mấy ông máy nữa chứ. Rồi pha này bay này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này, bắt luôn này, sử dụng chiêu 2, sử dụng chiêu 1 nổ đám luôn này, double kill dành cho mình này. Gặp những đối thủ đó là sốc sát thương thì anh em cố gắng bay càng nhanh càng tốt nhé. Còn đối phương mà kiểu dạng là không sốc sát thương ấy thì anh em có thể đó là bay dần dần cũng được anh em ạ, tích điểm anh em ạ. Anh em lượt rồi sau đó thì anh em gọi là sử dụng chiêu 2, chiêu 1 cho nó tối ưu ấy, có 5 điểm rồi anh em khi đó mới chơi. Pha này thì gặp Ngô Khống và Atrix mình tốc biến bỏ chạy một xíu này. Về trang bị dành cho vị tướng gia tá thì sẽ lên như sau. Đầu tiên thì sẽ lên cho nó đôi dây kiên cương kháng hiệu khống chế, tiếp đến sẽ lên cho nó đó là cái xuyên tâm lành em ạ. Tiếp đến sẽ lên cho nó món đốt giảm hồi máu sạch truy hôn, tiếp đến sẽ lên cho nó vương miền, rồi quả cầu băng sướng và cuối cùng đó là cái trường hồn mang anh em. Về phù hiệu dành cho vị tướng gia tá thì sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là má chú nổ đám nhá. Ôi thôi xong rồi, pha này không ăn được rồi, trật rồi anh em ạ. Gọi là cất cảnh nhưng mà không cất được thôi. Ok, pha này thì dẫu sao thì cũng có thêm một điểm hạ gục nữa ấy. Ok, pha này thì hiện tại thì Zina đang bật chiêu cuối, mình sẽ né một xíu nhá. Ôi, thôi xong rồi. Ngu người anh em ạ. Lượt lại trật mất rồi. Ok, thì dẫu sao thì cũng ăn được cái màng bả đào ấy, pha đổ gọi là hay hơn hến anh em. Gọi là hến hơn hay chứ. Rồi pha này thì bảy này, 1 điểm, 2 điểm này, 3 điểm này, đánh thêm một phát nữa này, 4 điểm và 5 điểm này. Với 5 điểm thì lượng sát thương của anh em sẽ rất chết tổ anh em ạ. Chơi gà nhưng mình vẫn lùng được cái triple kill phá đỏ kia, phá đỏ phải gọi là hến đấy. Với bảng ngọc dành cho gia ta thì sẽ lên như 6, ngọc đỏ sẽ lên cho nó 1 viên chỉ mang, 9 viên đó là cống phép và sơn giả phép. Ngọc tím sẽ lên cho nó 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên cống phép và hụt màu phép. Còn ngọc xanh tốc đánh và sơn giả phép nhé. Nói chung đối với chất tưởng gia ta thì anh em bay 5 điểm thì giống như mình hồi này ấy. Chơi gà vẫn là 11 rồi. Thực tế thì đối với giá tái để mà bay được 5 điểm mà đối phương không sốc đám được anh em thì anh em cũng cần lựa chọn một xíu nhé. Gặp những chất tưởng sốc đám rằng như Ngô Khống thì anh em gọi là bay càng nhanh càng tốt, hoặc là ví dụ anh em cắn đám thì tốt. Nói chung anh em cố gắng làm sao cất cánh được anh em ạ, giá tái mà không cất cánh được thì khá là phí ấy. Thế chắc là bây giờ tổng tấn công thôi. Nói chung thì do là mình chơi vị tướng này thì nói chung lâu không chơi anh em ạ. Thực tế thì nó cấm bị cấm nhiều quá ấy. Cũng biết thì phiên bản cập nhật tiếp theo nó có bị giảm sức mạnh nhiều hay không ấy. Chứ thời điểm hiện tại thì ránh cầm tròn là hầu như auto cầm anh em ạ. Cao thủ thách đấu gì người ta cũng cầm ấy, chứ đừng có nói là ránh thập anh em. Tính anh kiếm cương thì gọi là auto rồi. Pha này bay này, mình sẽ đó là chờ pha này mình sẽ cất cánh nhá. Rồi cất cánh này, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm này, 4 điểm và lên bảng điểm số luôn rồi. Butterfly tay mình thì vẹt cực kia tốt. Pha này mình tốc biến để đám nhẹ một xíu này. Và chắc là pha này thì vào tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn anh em ạ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu cảm thấy đó là hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bye bye, chúc em luôn vui vẻ và leo rank thành công.